Không, trưa nắng ông về ông nghỉ ngơi rồi cái mát mát cái ông thôi đi. Đi rồi ra là coi chỗ nào mà ấy rồi mình đậu qua mấy bóng cây nữa. Dạ. Ông là đi nữa rồi. Trưa nắng rồi. Khổ của người ta mà mình kiếm chỗ mình trốn né mình để cho người ta chết sao? Dạ. Mình giúp cho nó khỏi chết. Là bắt đầu bây giờ là ông đi giúp bà con đó. Rồi thôi lên xe đi. Dạ. Cái này chạy dở hơn chạy trước đi. Dạ. Chạy dở chạy trước không? Dạ. Nó bởi vì nó xẹp lép mà không dở được. Xẹp lép. Bánh xe xẹp quá ông chạy nặng dữ lắm. Mà lắm. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì 26 Tết rồi. Thì hai chồng nữ xuống thăm ông. Nhưng mà vô nhà ông thì cũng ngon heo. Bây giờ thì vô nhà ông thì không có được nữa. Cửa nẻo nhà ông đã phá lỡ hết rồi, không có tiếp khách lạ nữa. Ngủ đi luôn à? Dạ. Mà phải đi, không đi ngủ luôn. Chỗ này với bóng cây này. Dễ gì có bóng cây vậy. Nữa ở ngoài này. Ở trầm trầm đi. Chỗ này trầm, chỗ kia trầm mà. Có gì phải chạy lại đằng trầm mới lại ta coi. Ta coi sao đằng ta tính. Ông ơi. Chứ không bỏ ai hết trơn. Ai mà biết rồi là mà. Rôm hết lại một chỗ cũng được. Mà điều bây giờ đi á. Hãy mua miếng mũ, nhớ miếng mũ và áo mưa, gặp đâu mưa mua đó, một hai cái gì mua hờ đi, ai không có là cho. Rồi, mình đã là được rơm mà được khỏi chết thì thôi, còn cái chỗ chết đó thì hết tới rồi. Thì sao mà chừng em mà muốn đi coi chết rồi đi coi, chỗ nào cũng chết rồi coi đã. Coi hết hồn ở dưới rồi, trở về gom cục, rồi ở chỗ nào, về núi á, bên lúa bay về núi thì dành rằng sau hồi đó có bay trận lúa. Mà bây giờ mình về núi rồi nữa ăn bằng trái dừa khô. Ở trên núi đó có chỗ là y như trái dừa vậy. Mà nó banh ra vậy nè. Rồi bây giờ nữa mấy ống gom về rồi đó nữa, mình cho mình ăn nó lại, bỏ một đống lại cái mình khó. Rồi cũng bành ra nấu ăn lúa bay về núi dần dài ngày sau thì bắt đầu từ đây là tới cái vụ là lúa bay về núi rồi đó. Lúa bay về núi hồi đó mà bây giờ mình về núi là có ăn no đủ, chỉ là đá vậy mà có cơm ăn, còn ở đâu mà chơi giới hết. Hạt lúa bằng trái dừa nung đúng không ông? Hạt lúa bằng trái dừa nung. Ông ơi, ông kể chuyện sự tích mà hạt lúa bằng trái dừa nung quá không? Hả? Ông kể chuyện sự tích mà hạt lúa bằng trái dừa nung quá. Ông kể chuyện sự tích mà cái hạt lúa làm sao mà cái bà đó bà lấy chổi bà quét làm sao đó không? Vậy rớt gì? Ông kể cái chuyện mà cái hạt lúa mà cái bà đó bà lấy cây chổi bà quét ra ngoài rồi hạt lúa nó mới bay đi đó không? Dạ. Lúa bay đó. Nhắc cái lớp đó đó. Ông kể đó, ông kể lại cái câu chuyện đó đó không? Ừ. Mình nữa về núi rồi khỏi là có lúa ăn. Không nghe. Lúa bay về núi dành ra sau rồi về trển ăn trái bằng dừa khô. Ông lãng tay á. Miền bãi núi đi rồi, năm non bãi núi đi rồi còn muốn đi núi nào nữa cũng được. Trển thì tính lên đó rồi đâu có làm ruộng làm mốc gì được đó. Rồi lên đó ăn đá, đập đá là cho nhẹ bỏ hồng nước. sao mình không ăn gạo mà mình ăn đá đập ra vậy không? Thấy cái cuộc khổ mà chơi giới không bên bờ. Giờ ở chỗ đó nữa mình ruộng tại chỗ đó là chỗ đi ra coi nữa mình ruộng ngay đó là mình ruộng rồi à. Rồi làm sao mà nấu đây, còn gió không sao nấu được.
mà cha không biết nó còn sống không, nó còn sống thì đem lại nó chà, mà nó chết rồi ai chà. Dạ. Hồi đó có cái máy xay lúa đó, rồi có làm cái vàng mặt trận xay lúa, rồi bây giờ mình làm sao bất tử thì có rồi đó. Giờ mình làm sao đây? Không có rồi mình làm sao? Đổ lúa xay. Dằn mặt trận là ở dưới mặt bằng, ở trên là mặt trận là quay. Ý, giờ nó tới khổ này nó dữ tợn chứ. Ông ơi, hả? Ông đọc ông ngâm vài đoạn văn mà của đức thầy á không? Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu quá không? Thì bây giờ nay là phải đi đến mức chết. Và đường chết thì cái đám quỷ quái nó cũng theo nó làm mình chết. Rồi đám mà nó nghiêng ngang đó là bị mấy ông xuống cũng làm chết. Nhưng mà nữa rồi còn cái số mà nghiêng ngang là mấy ông làm chết, chứ mà mình là mấy ông thấy mấy ông biết, không có làm tờ động tới mình. Còn cái số nghiêng ngang là bị. Dạ, cái câu của đức thầy viết đó không? Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại đúng không? Đó đó. Ông đọc cho mà tận diệt cái người mà không có đạo đề, không có phước phải nhân nghĩa gì hết đó, người mà cá thể tư lự riêng, người đầu đời đó rồi chết. Còn mình có chỗ nhân đạo nghĩa lý điều hòa thì chừa lợi không có chết. Dạ. Là lập nói vậy cho nữa rồi nha. Vô nhà đó gạo lúa cơm gạo nồi niêu được thiếu gì ở nhà nào cũng có hết chết cân. Lại nhà có nồi nấu. Dạ. Nhà nào cũng có nồi cũng có gạo nữa. Dạ. Đừng lo đói không sợ. Dạ. Mà mình đi đâu rồi không ai làm gì mình chân làm gì đó được. Mình kéo cái băng của mình một băng mình đi ai dám làm gì. Đói làm gì đói. Tại mình đã thiếu đạo đức cho bị với tại. Nói giờ nói trắng vậy cho biết. Nếu mình gom lại một phe đi, không phải đi một người, đi lẻ tẻ không biết sao, đi chung vậy là có bị nào phải ta có phép mà. Phép trị. Phép đó là cái bùa phép đó đó. Nữa rồi thấy không? Giấy vàng muốn uống dài uống vắng gì một khúc vậy, xúc miệng cho sạch. Ta tán sáng thức dậy xúc miệng sạch, bằng cà bằng trà bằng chải gì xúc miệng cho sạch, nghe trong mình kỳ quá xé khúc. để vô đây cái hớp miếng nước Nam Mô A Di Đà Phật cho tôi hết bệnh, rồi hớp miếng nước nữa Nam Mô A Di Đà Phật cho tôi hết bệnh, rồi hớp miếng nữa uống chừng nào cái miếng giấy vàng này nó chảy thuốc trong nó mất rồi mạnh sần không có đâu. Bị vì cái trong đó đó nó có tới hai chữ bùa, hai chữ phép này là thâu phép. Cái chữ bên này cũng thâu phép, chữ bên này cũng thâu phép, phép gì của ai đâu cũng thâu được hết. Rồi đó, còn cái chữ dưới này là chữ thứ ba. Chữ thứ ba thì tất nhiên là hai cái bùa đó thâu về cái bùa thứ ba. Mà bùa thứ ba này nó có cái lần xét quét nghĩa là phát. Cho nên cái lần xét đó là mình được sống nó là nhờ cái lần đó. Cho nên ngành nào mà lại làm gì rồi bị mấy cái phát là xét đó là phát. Thì nhờ cái chữ bùa dưới là trị hết tất cả, không có phép nào bằng cái phép đó. Là thập vạn muôn ngàn phép chứ không phải một thứ phép. Thành ra là mình đi đâu mà vững yên đó, có gì ta có gì ta cho
lợi cho hay, còn không cho hay không chừng ta biết trước ta lợi khỏi đi đâu nữa, là hôm nay gom lại là sống, lỡ tệ là chết rồi, không có gì nữa hết. Đi sao mà nó dính vô đây nè, lội xuống bị cái đường đây nắng ngày nay là khô đó, là đi không có là lúng rồi, lúng nè, khô, nắng ngày nay khô. Dạ vậy ông về nghỉ ngơi nghe ông. Không có gì à. Ông đi đâu nữa? Đi vô, đi vô coi cái chỗ nào phải là đi, là đi để tới tối mới về. Ông đi tới tối luôn rồi, ông chưa ăn cơm trưa mà ông. Đây. Vậy hả? Ông nói ông đi giúp bà con. Rồi giờ trưa nắng rồi, trưa nắng rồi thì giờ ông về ông nghỉ ngơi đi. Không, không nghỉ được. Bệnh quản người ta đường lối khổ người ta rồi, ở đó mà nghỉ gì. Để chẳng coi ở đâu đâu à. Không, trưa nắng ông về ông nghỉ ngơi rồi cái mát mát với ông thôi đi. Đi rồi ra là coi chỗ nào mà ấy rồi mình đậu qua mấy bóng cây nữa. Dạ. Ông lại đi nữa rồi, trưa nắng rồi. Vậy khổ của người ta mà mình kiếm chỗ mình trốn né mình để cho người ta chết sao? Dạ. Mình giúp cho nó khỏi chết. Là bắt đầu bây giờ là ông đi giúp bà con đó. Ừ, lên xe đi. Dạ. Cái này chạy dở hơn chạy trước đi. Dạ. Chạy dở chạy trước không? Dạ. Nó bởi vì nó xẹp lép mà không dở được. Xẹp lép. Bánh xe xẹp quá ông chạy nặng dữ lắm. Mà lăn quăng nữa ông ơi. Trời ơi, trưa nắng mà ông đi hoài vậy đó. Bánh xe quá xẹp luôn, ông chạy lăn quăng. À, bây giờ ở trong nhà ông thì đóng cửa rồi, không có vào được, cho nên là ông với Thí Liễu ở ngoài. Bây giờ trưa rồi để cho ông nghỉ ngơi mà ông cũng không chịu, vậy ông chạy xe đi hoài vậy đó. Trời ơi, cái bánh xe nó xẹp lắm rồi, ông chạy sao được anh. Ôi kìa, nó lạng luôn kìa. Hai bánh xẹp lép trơn nó ăn quăng. Ờ, tội nghiệp ông ghê luôn. Rồi kêu ông về nghỉ ngơi, ông không chịu. Ông không chịu. Rồi đi giúp bà con. Trưa nắng vậy đó. Dạ, Thí Liễu xin cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ. Xin chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thân tâm luôn an lạc ạ.